Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Hiện tại em vẫn ở cơ sở 2 của em anh em ạ. Đây. Đúng là cái tháng này trong những cái là từ cái tháng 10 âm lịch đổ đi là thực sự là em bán được rất là nhiều máy lớn anh em ạ. Bán được nhiều lắm, mà đặc biệt là máy V, bán sắp hết cả bãi máy V rồi anh em ạ. Thì hôm nay lại có một đơn hàng, hôm trước cách đây nửa tháng là có đơn hàng bán ba con máy C11. Thì hôm nay lại còn vừa về hai thêm hai con máy C11 nữa. Thì vẫn vị khách hàng ấy, nó là một cho một vị khách ở dưới Nam Định. Anh Định, anh ấy ở Nam Định, ở Cổ Lễ ấy. Nếu mà anh em nào đóng tàu thuyền hút cát là sẽ biết vợ chồng anh Định ở dưới Cổ Lễ Nam Định. Ai cũng biết. Vì ở dưới đấy hai chị đấy là chuyên đóng những cái máy hút cát này, những cái máy hút cát về chế máy hút chặt cát mới lại máy tàu thuyền rất là lớn ở dưới đấy, mà các anh em ở các tỉnh lân cận là Quảng Ninh này, Nam Định, tất cả các tỉnh khác đều về đấy để đặt anh chị ấy làm thành những cái máy hút cát, vì thành phẩm luôn. Còn đây là em chỉ bán nguyên máy thôi. Thì hôm trước đã mua anh Định đã mua của em ba con máy 8DC11 rồi. Hả? Có ơ. Ba mua ba con máy C11 rồi, và hôm nay anh ấy lại điện thêm bảo có 4 con 5 con nữa cũng mua, nhưng em vừa về được 2 con đẹp thôi. Thì em chỉ bán được 2 con, hôm nay mai kia nó về tiếp thì lại bán tiếp. Thì đây là 2 con, đây là con số 1 và kia là con số 2 nhá. Thì em sẽ giới thiệu từng con một để cho tất cả mọi người cùng biết, cùng xem, làm video từng con một. Thì con số 1 này thì em sẽ giới thiệu qua vòng tua mã lực của nó. Con 8DC11 này, con số 1 này là lòng của nó là 1 tấc 42, C11 1 tấc 42, còn C9 này thì có tấc 35 rồi. Lòng con này to hơn hẳn rất là nhiều so với C9 nhá. Vòng tua của nó là 2001-2002. Mã lực của nó thì khỏe hơn này. C11 là cái chỗ bô xả này, nó có to bô xả đôi này. Anh em thấy bô xả đôi này. Mã lực của nó là khoảng 400 PS anh em ạ. Khoảng 400 PS. 400 PS nhá. Máy là máy nhập bên nước ngoài, nhập Nhật về luôn. Máy bãi, máy nghiên địa luôn nhá. Thì con máy số 1 này nó đẹp ở đâu? Em sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem và cùng biết nhá. Nói thật với anh em là cái dòng máy Mitsubishi C11 đấy, nó sẽ không bao giờ nó được bảy màu như những cái con C9 3A, 12A đâu. Vì cái đặc trưng của cái máy này nó là như thế. Nó làm ra là nó cái màu của nó đã không được bảy màu rồi. Đây, nó xịn xỉn kiểu này nhưng nó vẫn còn bảy màu này anh em này. Nhưng nó sẽ không được mượt mà luột là như những cái con C9 3A đâu nhá. À, đây, con này này, nó vẫn còn áo giáp này. Máy 100% cốt không mà. Máy này là máy nghĩa địa thì con áo cốt không hết anh em ạ. Đây, C1 cái quả văng của nó là quả văng dày này. Cốt không này, chưa làm lại trục cơ chưa tháo ra bao giờ nhá. Trục cơ chưa tháo bao giờ luôn anh em ạ. Đây, tất cả mà nó là máy lò xo nhá anh em nhá, máy lò xo này đẹp lắm. Máy lò xo. Đây, dây co dầu bên này cũng thấy bảy màu. Cái loại C11 đấy, màu của nó cứ xỉn anh em ạ. Xỉn. Đây, màu của nó cứ xỉn đây này, sinh hàn này. Máy nó vẫn còn áo giáp, vẫn còn bảy màu này anh em ạ. Vẫn còn áo giáp luôn. Máy cực đẹp đây. Ở đây là 8DC11-1A này. Nó có thông số ở đây hết. 8DC11. 8DC11 nhá anh em nhá. Đây. Quá đẹp. Đây. Bơm kim của nó vẫn còn ok hết này anh em ơi. Đây, dây co dầu nó vẫn vàng bảy màu này. C11. Lòng 1 tấc 42 nhá. Đây. Anh em xem này. Cái đít bơm của nó là bơm nhỏ nhưng nó khỏe hơn cái con 3A đấy anh em ạ. Máy C11 này thì nó rất là ít, nó không có nhiều đâu. Đây là con số 1 nhé, đây. Anh em muốn nhận biết là C11 đặc trưng của nó này là hai cái bô xả này, hai cái đường ống xả này anh em ơi. Hai đường ống xả này. Đẹp lắm. Rồi. Rồi. Quá đẹp. Rồi nhá anh em xem nhá. Hình thức của con số 1 này quá ok rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ để cho anh Định, anh ấy kiểm tra và đánh giá chất lượng nhá. Lỗ đi em ơi.
không có cái này này. Xinh ơi Linh ơi, xinh ơi. Không không. Có hay không ở đấy luôn. Không có đủ hơi luôn nhá. Máy quá đẹp luôn. Bán máy cho phụ nữ là biết rồi đấy. Nữ tướng. Hơi giật đùng đùng luôn. Đẹp rực rỡ luôn. C11 nhá, con máy số 1 rồi. Vừa rồi, em vừa test lổ xong siêu phẩm Mitsubishi 8DC11 nhá. Con máy số 1. Lổ êm du luôn, không có một tí khói, không có một tí đổ hôi nào luôn. Máy đúng là cái loại dòng máy em lòng lớn, mã lực lớn này, nó lổ rầm rầm như kiểu con khủng long ấy anh em ạ. Tiếng lổ của máy C11 nha, nó khác hoàn toàn với cái dòng máy C9 luôn anh em ạ, vì nó mã lực nó lớn, nó hơn lớn hơn cái dòng máy kia. Em sẽ đăng video lên kênh nhá. Anh em có xem được thì hãy cho em có lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ con máy này nhá. Anh em là đang có nhu cầu mua máy C11 này thì hay bất kỳ dòng máy nào khác thì cần tư vấn gì thì anh em liên hệ cho em nhá. Bên cơ sở em có đầy đủ tất cả các loại động cơ để phục vụ cho tất cả anh em, từ hút cát, tàu thuyền ra biển đánh cá, máy xe nhá. Máy lổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn. Nghe mà sướng hết cả tai luôn anh em ạ. Máy zin hết, chưa có tí rong kè nào luôn nhá. Nếu mà cái video em đăng lên ấy, nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy, thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại, hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube này, TikTok này, Google này, tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh, hoặc là động cơ ô tô Hưng Thịnh PP88 nhá. Và trong đó sẽ ra đầy đủ 5 cái cơ sở của em luôn. Có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, cổ các, tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to, máy nhỏ, máy to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn nhá. Và đặc biệt nữa là nếu mà mọi người có mua hàng trên mạng, anh em phải lưu ý là phải tìm hiểu thật kỹ cái người mình đặt tiền mua hàng nhá. Đừng có hám rẻ rất là nhiều anh em, vì hám rẻ mà chuyển tiền cọc cho những người làm ăn không uy tín rồi mất tiền cọc ấy. Gọi điện người ta thuê bao luôn, người ta gửi hình ảnh một con máy rất là đẹp, và khi gửi vào là một con máy không đúng. Thế là không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào ôm phải con máy không dùng được, thế là tiền mất tật mang rồi anh em ạ. Nhớ nhá. Em lúc nào phải video nào phải nhắc nhở cho mọi người biết, để mọi người hạn chế, biết được mà hạn chế và tránh nhá. Và em Hưng cũng xin lưu ý là nếu mà mọi người có mua hàng anh em máy móc của mọi người nó hỏng hóc chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy, anh em cần mua đồ vặt gì thì anh em cứ liên hệ cho em nhá, chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt, gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vặt của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện cho mình, người ta bảo là anh bán giúp em cái đồ này với, cả bây giờ em tìm khắp không có rồi. Bây giờ không có cái đồ này, xe em không chạy được, máy em không lổ được, em tìm ở cái cửa hàng đồ mới đồ cũ ở đây không có. Thế là em lại phải tháo ở máy ra, vì cơ sở em có đủ tất cả các loại máy mà anh em. Thế này phải tháo ra. Mà bán những cái đồ vặt này nó không lời lãi bao tiền đâu anh em ạ. Nó giúp mình quảng bá cái cơ sở của mình thôi. Sau này nếu mà anh em nào có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ ủng hộ mình. Vì thế mà lúc nào cũng phải sẵn sàng phục vụ tất cả anh em luôn. Đấy. Như vậy là em đã làm xong đơn hàng con máy số 1 cho chị gái ở Nam Định nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang đến con máy số 2. Cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở siêu phẩm Mitsubishi 8DC11 con máy số 2 nhá.